Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phi Hành Phim. Squid Game là bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Bên cạnh một câu chuyện hấp dẫn, phim cũng ẩn chứa rất nhiều chi tiết thú vị. Nên trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những chi tiết này nhé. Bạn có biết rằng tất cả người chơi trong Squid Game thực sự có thể nhìn thấy được trước những trò chơi mà họ sẽ tham gia, từ ngay cả trước khi họ chơi chúng. Trước khi tham gia trò chơi đầu tiên hay giữa các trò chơi, tất cả các nhân vật đều được đưa vào một căn phòng chứa đầy giường tầng. Mặc dù đây có vẻ như chỉ là một khu vực nghỉ ngơi, nhưng nếu nhìn vào các bức tường, chúng thực sự chứa đầy những hình vẽ gợi ý. Khi những chiếc giường dần dần bị dọn bớt đi, chúng ta thấy rằng những bức tranh trên tường này thực sự là tất cả các trò chơi của cuộc thi. Đầu tiên là trò đèn đỏ đèn xanh, tiếp đến là trò tách kẹo, kéo co, vượt cầu kính, ba người trên bàn ăn, và cuối cùng là trò chơi con mực như tên phim. Bản thân câu chuyện cũng chứa đầy những manh mối cho bí mật ở cuối phim, đó là thân thế của ông trùm đứng sau tất cả, Oi Nam. Tập cuối tiết lộ rằng chính ông đã tạo ra trò chơi như một cách giải trí cho ông và những người bạn giàu có vì họ đã quá nhàm chán với cuộc sống này. Chúng ta cũng được biết Oi Nam đã tự mình tham gia vào các trò chơi vì ông không còn sống được lâu và muốn tìm chút niềm vui cuối cùng trước khi ra đi. Đây là cái kết vô cùng bất ngờ khi Gi-hun nói lời tạm biệt với Oi Nam khi ông đang nằm trên giường bệnh. Cuộc gặp gỡ cuối cùng này gợi nhắc đến lần gặp đầu tiên của họ, khi đó ông cũng đang ngồi trên giường. Nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta có thể sớm phát hiện ra rằng có một số manh mối cho việc giải đáp danh tính thực của ông. Đầu tiên, số thứ tự của ông là 1, là vị trí đầu tiên. Nó gợi ý rằng ông là người đứng đầu và kiểm soát mọi thứ. Thứ hai, trong tập 5, cảnh sát Hoang Jun-ho đã đột nhập được vào kho chứa toàn bộ tài liệu về trò chơi trong nhiều thập kỷ. Khi mở ra tập hồ sơ năm 2020, người chơi đầu tiên lại là số 2, mà không hề có hồ sơ của người chơi số 1, Oi Nam. Trong khi tuổi của những người chơi khác cách nhau không quá xa, chỉ khoảng từ 20 đến 40, thì Oi Nam lại có tuổi lớn hơn nhiều so với những người chơi còn lại. Trong suốt phim, ông luôn nói tất cả đều là những thứ mà ông đã chơi khi còn nhỏ. Đây rõ ràng là sự gợi ý rằng ông đã tự mình chọn ra chúng. Trò chơi đầu tiên là đèn đỏ đèn xanh. Trong khi những người chơi khác hoàn toàn kinh hãi, ông lại vui vẻ di chuyển về phía trước trong khi con búp bê quay lưng lại và thậm chí dừng chính xác trước khi nó quay đầu lại nhìn. Điều đó cho thấy ông đã biết hết giai điệu và lời của bài hát này, nên biết rõ khi nào nó ngừng hát và quay đầu lại. Ở cảnh góc nhìn của con búp bê khi quét qua toàn bộ người chơi, chúng ta thấy hình ảnh của tất cả người chơi khác đều phủ một lớp filter màu xanh lá đậm hơn ông. Chi tiết này dường như cho thấy thuật toán của trò chơi nhận ra được Oi Nam và có cơ chế bảo vệ cho sự an toàn của ông. Ngay sau trò chơi này, mọi người đã quyết định bỏ phiếu xem họ có nên dừng trò chơi tại đây không. Cuối cùng, ông lại là người đưa ra quyết định. Điều này gợi ý một cách tinh tế về quyền lực của ông đối với toàn bộ trò chơi. Ông đã chọn dừng cuộc chơi lại vì ngay từ đầu, ông không hề ép ai phải tham gia nó cả. Tới trò tách kẹo, ông đã chọn hình ngôi sao. Mặc dù có vẻ là một hình phức tạp, nhưng nó hoàn toàn là các đường thẳng ngắn. Có thể phần lớn chúng ta đều đồng ý rằng hình tam giác là dễ hơn, nhưng các đường thẳng của hình tam giác lại dài hơn, nên với đôi tay run rẩy của ông, nhiều khi cũng rất dễ phạm sai lầm. Vậy nên, hình ông chọn tuy không quá dễ, nhưng cũng không quá khó. Tới cuộc chiến trong đêm ở tập thứ 4, ông đã trốn trên tầng cao nhất của một chiếc giường tầng và cuối cùng ra hiệu cho cuộc chiến dừng lại. Frontman có vẻ đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, nhưng anh đã lập tức cử lính tới theo yêu cầu của Oi Nam. Tiếp theo, họ chơi trò kéo co. Đội của ông có vẻ như là tập hợp của những người yếu nhất. Tuy nhiên, ông đã chỉ cho họ biết cách để giành chiến thắng, bởi vì ông đã chơi trò này hàng trăm lần trước đây. Trò chơi cuối cùng mà ông tham gia là trò chơi với những viên bi. Trong suốt trò chơi, ông tỏ ra là bị chứng mất trí và liên tục đi xung quanh để tìm kiếm ngôi nhà của mình. Trò chơi này không chỉ gắn liền với thời thơ ấu của ông, mà cả khu phố này cũng vậy. Đến cuối cùng, ông đã tìm thấy ngôi nhà của mình. Ông lựa chọn dừng ở đây để cho Gi-hun đi tiếp, vì với ông, có lẽ hành trình trở về tuổi thơ đã trọn vẹn khi tìm được Gang-bu của mình. Gang-bu chính là người bạn thân nhất trong xóm, có thể cùng nhau chia sẻ đồ chơi mà không phân biệt của ai. Ông xúc động cảm ơn Gi-hun vì nhờ có cậu mà ông thực sự đã cảm thấy rất vui. Sau đó, ông giả như bị giết sau máy quay. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào sân nhà, có thể thấy rằng ông ấy không có ở đó, cho dù phần còn lại của khu phố chất đầy những thi thể. Thêm một lý do cho việc ông chọn dừng cuộc chơi, vì trò chơi vượt cầu kính tiếp theo là một trong những trò chơi rủi ro và nguy hiểm nhất. Không gì đảm bảo cho ông có thể lấy được vị trí cuối cùng, cũng như không loại trừ khả năng khối u não có thể khiến ông quên đi cách di chuyển chính xác trên chiếc cầu kính rất dài này, hoặc bị một người chơi khác đẩy xuống dưới như chúng ta đã thấy trong phim. Vậy nên, ông đơn giản là không nên mạo hiểm. Nhìn chung, đây là một bộ phim rất đáng để xem, nhất là khi nó đã trở nên thú vị hơn với những manh mối được cài cắm khéo léo xuyên suốt phim như vậy. Còn bạn có suy nghĩ gì về bộ phim này? Hãy chia sẻ nó với chúng mình ở phần bình luận nhé. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!